À dạ chào chị, em là Vi, em đến từ FPC á. À, chị có thể giới thiệu tên của mình cho em biết được không ạ? Chào em, chị là Thanh Nga, đến từ công ty Lò xo Uy Tiên Việt Nam. Công ty chị thì chuyên sản xuất các cái sản phẩm từ thép uốn và thép có dây từ 0.1 cho đến 8 mm. Hiện tại thì các cái sản phẩm kéo dài và sử dụng trên các ngành nghề khác nhau, ví dụ như là điện tử và các cái linh kiện của lò xo trong ô tô xe máy. Công ty chị là công ty FDI 100% vốn Đài Loan. Cho em hỏi là chị có cảm nghĩ như thế nào về FPC chị ha? Thực ra năm nay thì cũng là lần đầu tiên mà bên chị tham dự hội chợ, và như những cái bước đầu tiên cũng như triển khai hiện tại thì chị đánh giá là FPC làm việc rất là nhanh gọn và các cái thủ tục rất là đơn giản. Chị cũng mong rằng là cái hiệu quả của lần này trong hội chợ rất là tốt để có thể tiếp tục đồng hành cùng FPC. Dạ, cho em hỏi thêm là ví dụ nếu như mà tương lai á, FPC có tổ chức những cái sự kiện triển lãm như vậy á, thì không biết là mình có tiếp tục tham gia đồng hành cùng FPC không ạ? Bên chị sẽ tham khảo và đánh giá xem nó có phù hợp với ngành nghề của bên chị không, và nếu như phù hợp thì bên chị sẽ tham gia. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, rồi. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn em nhiều. Em cảm ơn.